dân ca châm được thể hiện qua bài hát Âm Vọng Huyền Thoại Bồ Nai, và bài hát này được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ nghệ sĩ Thập Aria. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
với ba tao bồ đề, ba tao bồ bồ đề với ba tao bồ bồ đề, ba tao bồ bồ đề với ba tao bồ bồ đề. Nguyện đây vật thi mô thấy dấu ra Phật lệ ta lấy dấu lọt da ba cha thành nại già ra ba với bồ nại nại lấy với bồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.